Chào mừng các bạn đến với Tổ quốc trên hết. Các bạn thân mến, vào đúng dịp kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, kẻ thù đang đẩy mạnh thực hiện diễn biến hòa bình trên lĩnh vực văn hóa tư tưởng. Một trong những âm mưu đó là chuyên truyền cho việc lật sử, xuyên tạc, viết lại lịch sử, hạ bệ thần tượng, giật đổ tượng đài của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Mục tiêu hiện nay của chúng là hạ bệ thần tượng, chĩa mũi nhọn tấn công trực diện vào hình ảnh, uy tín người anh cả Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Chúng đang âm mưu giật đổ tượng đài Võ Nguyên Giáp nhằm mục tiêu lớn hơn là tấn công đánh phá Quân đội Nhân dân Việt Nam, âm mưu phi chính trị hóa quân đội, tách quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của đảng. Để thực hiện mục tiêu này, chúng đang gây chia rẽ trong hàng ngũ lãnh đạo cấp cao của đảng, xuyên tạc về các nhà lãnh đạo đảng, nhà nước và quân đội, bôi nhọ và hạ thấp uy tín, vai trò của những nhà cách mạng tiền bối. Đây là âm mưu vô cùng thâm độc nhằm gây hoang mang trong dư luận, lung lạc niềm tin của quần chúng nhân dân. Chúng tôi giới thiệu đến các bạn loạt bài vạch mặt nick Facebook Văn Thị Vân và Thái Mai, những tên lính xung kích trong chiến dịch này của các thế lực thù địch. Văn Thị Vân, Thái Mai chỉ là một mắt xích trong một đường dây có tổ chức đang âm mưu làm cách mạng màu, lật đổ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa trên đất nước chúng ta. Tổ quốc trên hết giới thiệu đến các bạn bài viết đăng trên trang Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội có tựa đề Có hay không nickname Thái Mai đang lợi dụng chào mừng ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam để hạ bệ hình tượng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Liên tục từ 3 tháng 12 năm 2018 đến nay, trên trang cá nhân Facebook có tên Thái Mai liên tục đăng tải các bài viết đề cập đến cố Tổng Bí thư Lê Duẩn và cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Điều đáng nói, trong các bài viết không nhắc đến sự phối hợp giữa một người trên cương vị là Tổng Bí thư và một người với vai trò là Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, mà toàn những lời lẽ công kích xét lại lịch sử. Vậy bản chất hiện tượng này là gì? Như chúng ta đã biết, Quân đội Nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện, trải qua 74 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành dưới sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng, Quân đội Nhân dân Việt Nam ngày càng lớn mạnh, trưởng thành, đã cùng nhân dân cả nước vượt qua muôn ngàn khó khăn thử thách, lập được nhiều chiến công hiển hách, đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Như vậy, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với quân đội là vô cùng to lớn, không ai có thể phủ nhận được điều đó. Vậy tại sao Thái Mai lại có ý chia rẽ đoàn kết giữa cố Tổng Bí thư Lê Duẩn với cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp bằng những câu từ cho rằng Đại tướng mỉa mai Lê Duẩn, trong khi cả hai người đều là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh? Hiện tượng này trên trang cá nhân Thái Mai đã xuất hiện khá lâu với những bài viết có ý công kích, những không rõ ràng chỉ đề cập dịp này khi cả nước đang chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 1944, 22 tháng 12 năm 2018 mới bộc lộ rõ nét. Thông qua những bài viết này có thể khẳng định đây là âm mưu đen tối xét lại lịch sử, với lời lẽ tưởng như binh vực khi cho rằng thắng lợi của các trận chiến là do trí tuệ, tài năng về quân sự của Tổng Bí thư Lê Duẩn chỉ đạo chứ không phải do thiên tài quân sự như đã ca ngợi Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Thực chất ở đây họ cố tình lợi dụng cố Tổng Bí thư Lê Duẩn để công kích, làm mờ nhạt vai trò Tổng Tư lệnh, dẫn đến rũ bỏ công lao của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đây là luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch khi hạ bệ thần tượng các anh hùng dân tộc, làm cho nhân dân, đặc biệt là lớp trẻ hoang mang, phai nhạt lý tưởng. Chúng ta hãy cùng nhau mạnh mẽ lên án và đập tan âm mưu thủ đoạn xấu xa và xét lại lịch sử của các thế lực thù địch nhằm công kích, chia rẽ đoàn kết và âm mưu hạ bệ hình tượng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng xác minh nickname Thái Mai và làm rõ động cơ những bài viết này, xử lý nghiêm để làm gương cho những kẻ đang có mưu đồ gây diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ ở Việt Nam.